tôi thường giảng đó, thì đạo Phật cho rằng cái trần, cái thinh trần nó phát hiện trong không gian. Thật ra cái này nó chỉ là một khối lù lù của điện tử thôi, nhưng mà sở dĩ thành con mắt sắc trần là do cái nhãn xúc. Xúc là gì? Xúc là nghiệp. Thì cái này tôi mới trả lời quý vị rõ về cái nhân quả và nghiệp, là từ cái này rõ ràng nhất. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, mắt tai mũi lưỡi thân ốc sắc thân hương vị nhãn thức nhĩ thức là chưa có nghiệp, tức là không có hình tướng. Nó là một khối lù lù mà tôi thường dùng danh từ của Lão Tử là hỗn độn, mà đạo Phật kêu là vô minh, mờ mờ khoa học kêu là điện tử âm, điện tử dương. Nó không có gì, nó chỉ là một cái hỗn độn trong vũ trụ này thôi. Mà thấy được cái hỗn độn đó là phải nhập luôn. Cái mà cô Tịnh Giới nói sao mà con không thấy, nó mới lạ hoài. Thôi nói đi chơi cho đã thì thấy thôi. Phải ngồi lợi thanh tịnh chết ngồi chết tổ, ít nhất là cũng nhị thiền, rồi có một sự trăn trở mai ra thấy được nó. Thấy được nó là cái quả đầu tiên của giải thoát và cũng cuối cùng. Toàn thể vũ trụ này, vũ trụ quý vị ngồi đây là thấy con mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thấy nhãn thức, nhĩ thức, cái đó là của bốn đường ác. Thấy được nhãn thức, nhĩ thức, đó là ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì không có hình tướng, cái lờ mờ thôi. À, rồi tới tất cả đều nằm trên cái đầu. Qua tới cõi người rồi thì không chấp nhận cái đầu nữa, đó là mạt na. Còn bốn đường ác này thì loài thú nó lấy cái đầu làm quan trọng, vì mắt tai mũi lưỡi đều nằm trên đầu, thành ra đầu đích nó ngang nhau thì bắt đầu nó hiện hình rõ ràng hơn, chứ không phải cải sửa. Cũng như con mắt với sự vật, con mắt cũng là điện tử, sự vật cũng là điện tử, hai cái này nó quay mầm rồi mai ra 100.000 năm mới gặp nhau một lần. Mà hãy gặp nhau thì bắt đầu nó làm cho cái hình tướng rõ rệt hơn. Rõ rệt chứ chưa biết là cái gì, nghĩa là có vật hay không vật thôi. Thì cái này là ngạ quỷ. Cũng không có cái biết, có gì nghe để ý. Rồi về suy gẫm nha. Cái này quý vị phải chịu cực à. Chứ tôi chỉ nói là cái mờ mờ thôi. Rồi quý vị về ngồi thiền cho thanh tịnh. Ít nhất 2 tiếng. Thì quý vị trong nhiều ngày liên tiếp, tháng này năm kia, quý vị sẽ hiểu. Hiểu rồi quý vị giống như người câm mà ngủ thức dậy thì quý vị thấy khó trình bày cho người khác. Quý vị chỉ gợi ý cho người ta thôi. Còn người ta muốn được, người ta phải giữ giới, người ta phải ngồi thiền nữa, thì tự nhiên người ta thầm hội. Thế này kêu là thầm hội. Hội là hiểu biết, thầm là âm thầm lặng lẽ. Thành nó có quả nhập lưu, nó khó vô cùng. Nó đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền cho nhiều. Mà muốn ngồi thiền thì phải định, muốn định thì phải giữ giới. Mà định mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chưa có định đâu. Niệm Phật cõi đếm cũng chưa định đâu. Chừng nào cái câu niệm Phật mà nó nhập tâm mà trong A Lại Da nó ra, rồi thức thứ sáu mới giao lưu với nó, thì quý vị có thể qua quả nhập luôn. Tức là ít gì thiệt. Mà tôi thấy ở đây quý vị dư sức, có tượng 40-50 người. Quý vị trả bài vậy là quý vị dứt niệm rồi. Trả bài mà khỏi cầm giấy mà quý vị trả được là hay rồi. Tới câu thứ nhất, câu thứ nhất này mới khó à. Còn cái câu mà tóm lại được là có bài bản sẵn. Còn câu kia là quý vị phải tự làm lấy. Rồi phải học cho nó tràn đầy A Lại Da. Rồi ngồi xuống không có bủ bối gì, từ trong đó ra rồi quý vị mới đọc nó. Mà chẳng những cái này mà quý vị bốn đường ác, quý vị niệm tính Địa Tạng cũng vậy. Nhất niệm là khi nào quý vị nhắm mắt mở mắt, cái kinh nó cũng trước mặt quý vị, khỏi cần coi kinh Địa Tạng nữa. Đây là nhất niệm. Thì quý vị sẽ thấy hào quang, thấy hoa nở, thấy điều tướng lạ, thấy Địa Tạng lên rồi đầu. Giảng sanh về Cực Lạc A Di Đà cũng vậy thôi. Khi niệm Phật tới chừng nào có niệm Phật từ A Lại Da nó ra, rồi gì tấm vô nó tràn ra, thì quý vị muốn giảng sanh A Di Đà hiện ra cho giảng sanh thôi. Có một thứ nó có gì khác đâu. Thành ra có người nói học vậy là con niệm Phật không giảng sanh. Hãy nhất niệm cái này là nhất niệm tất cả. Cái định lực mình nó vậy rồi thì muốn làm cái gì nó cũng nhất niệm hết.
Thành ra cái duy thức nó rất hay. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị học, chứ còn nữa học cái này không giảng sanh thì tôi giảng chi. Cái này nó trợ duyên cho quý vị giảng sanh một cách chắc chắn. Khi có bị ai bác về tịnh độ thì quý vị sẽ có cái trình độ, quý vị sẽ vững như là kiền ba chân, không còn ngán cái gì nữa. Quý vị có thể độ người khác chứ không ai độ quý vị nổi nữa. Của Dương Thiện Khánh nó có tịnh tường giới, đó là có người bác tịnh độ, chửi tịnh độ nát bấy hết. Mình ngu mà không có cái trình độ thì mình nghe mình tưởng đâu đúng, mà nghe mình tội nghiệp cho người đó. Cái trình độ họ kém quá, họ tầm rồi đem ra lên mạng để mà bác. Thành ra vô tình là bác cái nhận thức của mình quá ngu si. Tịnh độ là khó hiểu vô cùng, bởi vì nó là thế giới của sát na, thế giới của hiện tiền chứ không phải thế giới của hiện tại. Mà đem cái tư tưởng hiện tại mà qua hiểu cái thế giới hiện tiền làm sao hiểu nổi. Chỉ có âm thầm lặng lẽ trong cái thiền định thì một ngày nào thành hội, tức là hiểu biết một cách âm thầm do cái lặng lẽ thiền định mà tự nhiên mình trực nhận được. Thì đây tôi thấy quý vị dư sức, tôi thấy trả bài là tôi mừng. Ban đầu tôi còn cho cầm giấy, riết rồi tôi biểu trả là không có bửa bối. Ở dưới quý vị cũng lén lén cầm bửa bối tao bắt lên đây. Thì tôi nhìn tôi biết cái ông người này là có nhất niệm được. Nhất niệm thì giảng sanh thôi. Qua niệm Phật cũng nhất niệm thôi. Cái trình độ mà nó lớp 5, mà lớp 6 thì làm cái gì cũng lớp 6. Chứ không lẽ mà làm nó trở lớp mẫu giáo, không có vụ đó được. Rồi tôi thấy ở đây là có duyên. Tôi cũng có duyên quý vị, mà quý vị cũng có duyên với tôi. Rồi đi số khác là tôi giảng cái bát giả tôi không có vô. Không có vô. Mà chính như Hòa Thượng cũng đầy tôi giảng cái gì mà tùm lum hết trơn. 10 pháp giới. Rồi sư trưởng 13, rồi sư tới 15. Có cái trà vinh này là 15, tôi không thấy ở đâu hết đó. Nhưng mà tôi muốn là cái gì sáng tỏ, vì bác tôi là phải bác sáng tỏ. Nghĩa là áp dụng vào trong cái đời sống không được thì tôi sai. Còn áp dụng vào trong cái cuộc sống này đem lại hạnh phúc cho mình, hạnh phúc tất cả, thì tôi nhất định tôi đi đến cùng. Tôi không thối lui. Cái đó là Đức Phật nói mà. Bây giờ cái sáu mấy tôn giáo bạn bây giờ làm sao mà biết cái nào chánh pháp, cái nào tà pháp? Thì cái nào đưa mình tới hạnh phúc mà cho mình là cho tất cả thì chánh pháp. Chẳng hạn như sát sanh thì có nhiều tôn giáo là dẫn sát sanh. Loài thú ăn sanh ra để cho mình ăn, chứ còn không ăn đầy đất hết. Nhưng mà sát sanh thì những người bị giết, loài thú bị giết nó khổ đau không? Rồi mình có ân hận không? Cái lương tâm mình có cán đức không? Mà chẳng những không sát sanh, mình còn phóng sanh rồi giúp đỡ nó. Nó tử hình, người nào bị tử hình mà được tha nghĩ gì sao? Hạnh phúc cho mình, hạnh phúc tất cả. Thì có đó bác tôi là tôi nhất định tôi đi thôi, dù chết tôi cũng đi. Cái gì đem hạnh phúc cho tôi và cho tất cả thì tôi cứ làm thôi. Thành ra cái trạch pháp đầu tiên đó là nghi. Không biết cái nào thiện, cái nào ác. Thì chúng ta thấy tôi đã kể rồi. Chuyện mà hy sinh cha, hy sinh chồng, cái nào đáng hy sinh? Thì bà mẹ bà khôn, bà nói cha là cái tình thiêng liêng, nếu chồng là cái tình nhân tạo thì chết cha không phải kiếm cha thứ hai, mà chết chồng có thể lấy chồng khác. Cái đó không phải là sai. Thì Khổng Tử mới hỏi, bây giờ giữa mà ông cha thì quan trọng hơn chồng, rồi bây giờ vua với cha ai quan trọng hơn? Chết chưa? Thì nó lấn cấn là không biết làm sao trả lời. Rồi giữa cha mẹ mình với cha mẹ chồng mà có hiểu lầm mình theo bên ái. Rồi giữa con mình với con bên chồng đó, rồi mình bên ái. Nó khó khăn. Thì Đức Phật rất hay, Ngài trả lời một cách tài tình, lấy giới luật làm thầy. Nếu cha mẹ mình với cha mẹ bên chồng mình mà bên nào có giữ giới là bên đó thiện hơn, thì mình nghiêng về cái thiện. Người nào mà đủ khả năng giải thoát mà giúp đỡ giải thoát, người nào mà ngu si thì phải chịu thôi. Phật đâu phải sanh ra đời mà độ hết, độ những người nào có duyên với Ngài. Còn không duyên Đề Bà Đạt Đa như mấy người tàn ác thì Ngài cũng đầu hàng thôi. Cái khổ nó sẽ đưa người ta lên, chứ Ngài không thể làm được. Thời đại khái là vậy ha.
Hình đâu quý vị coi lại cái này, tôi giảng để quý vị thấy rằng trong năm giới có quán vô thường vô ngã, khổ đau là cái quan trọng nhất của nền tảng. Mà mấy chục năm nay tôi giảng không rõ, bây giờ trong này rất rõ. Quý vị coi này, quý vị thấy là tất cả những câu hỏi nó rõ ràng hơn. Thì vô thường vô ngã là cái gì? Thì sáu căn sáu trần, tức là vô ngã. Nó nằm trong không gian. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi. Sáu trần là sắc, thân, hương, vị. Quý vị thấy nó có hình tướng không? Có hình tướng rõ ràng. Con mắt này có hình tướng, quý vị có thể móc nó ra. Cái lỗ tai quý vị có thể cặt chắc nó đi. Cái lỗ mũi quý vị có thẻo nó được. Hình tướng mũi dọc dừa hay mũi gì đó thì nó tiện tả, nó rõ ràng. Thì cái này nó thuộc về không gian, tức là mười phương. Thì nó do nhiều cái ráp lại. Ráp lại thì nó đâu có cái ta cố định. Còn nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là vô thường. Cái nhãn thức là cái cảm giác lờ mờ, dễ chịu, khó chịu. Quý vị có thấy hình tướng nó không? Nó có tướng đấy. Nhưng mà các cõi trời với nhập lưu thánh nhân mới thấy được nó. Còn cõi người phàm phu mình không thấy được nó. Nhưng mà thấy nó chuyển biến. Thì cái này kêu là vô thường. Thành ra nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái thuộc về vô thường. Còn sáu căn, sáu trần, sáu thức thuộc về vô ngã. Thì hai cái này phải tương ưng với nhau. Vậy vô thường, vô ngã không phải là một, mà cũng chẳng phải là hai. Thì nó đều là pháp. Thì tôi thấy ông Thiện Khánh ông tóm mấy cái bản trình đó hay đó, nhưng mà có chỗ thiếu sót. Tôi có thêm mấy cái đó thì vấn đề ông tóm nó gọn. Chút nữa chúng ta đi tới cái đó. Tức là thức thứ sáu là khó nhất đó. Nó hợp tác với năm thức đầu kêu là ngũ cầu ý thức. Rồi nó về nó làm việc một mình là độc đầu ý thức. Độc đầu ý thức thì nó hồi tưởng lại những cái của ngũ cầu ý thức. Rồi nó phịa thêm mà cái cộng nghiệp chấp nhận nó. Thì cái đó chúng kêu là độc ánh cảnh. Độc đầu ý thức thì tạo ra độc ánh cảnh. Hay là chúng ta còn kêu là chân tợ tỷ lượng. Tợ là giống giống như sự tọa tử lượng, nhưng mà nó không hợp với cái cộng nghiệp. Thì tợ tỷ lượng này có hai cái. Một cái là độc ảnh cảnh hữu chất, một cái là độc ảnh cảnh vô chất. Mà ông không để ý cái đó. Ông để độc ảnh cảnh à? Độc ảnh cảnh hữu chất là cái tiếp tức với năm thức đầu đó. Bây giờ về mình hồi tưởng mấy vị, tôi thấy quý vị đây. Thì con mắt tôi tiếp xúc quý vị. Thì con mắt tôi là căn, nhãn căn tiếp xúc quý vị là sắc trần. Thì tất nhiên cái nhãn thức nó phát hiện, mà nhãn thức là của ngạ quỷ. Thì bây giờ cái nghiệp của tôi là nghiệp người, mới xen vô sửa cái nhãn thức này là nhãn xúc. Chứ còn mắt với sắc trần với nhãn thức là một trạng thái lờ mờ, chưa có con mắt, chưa có sắc trần đâu, chỉ là một khối lù lù thôi. Khi mà có nhãn xúc vô thì có rồi đó. Cái nghiệp mới sửa con mắt tôi là có tròn đen, có tròn trắng, có lông mày. Sao con mắt này con mắt tròn hay con mắt dài, heo cái đuôi mắt như thế nào. Đó thì cái đó là do nhãn xúc, tức là có ý chí. Đại khái nó là như vậy. Rồi tới nhãn thọ thì khác nữa ạ. Nhãn thọ là bắt đầu có dây thần kinh rồi đấy. Nhãn xúc cũng có mà dây thần kinh còn mờ. Ôi, hết một tiếng hổ nữa. Của tôi xong rồi đó. Tiếng là giờ tới quý vị đó. 4 giờ rồi đó. Đi 3 giờ rồi đó. Đó thì đây tôi nói đại khái quý vị giờ suy nghĩ lại ha. Thì cái nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, tiệt thức với nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là vô thường. Thì vô thường với vô ngã này cũng đều là điện tử hết trơn á. Nhưng mà cái vô thường nó chuyển biến nhanh hơn. Thành ra quý vị không thể thấy cái hình tướng của nó. Nó sẽ thấy được cái vô ngã.
Thành ra cái nhãn thức, nhãn xúc này nó thấy được mắt và sắc trần. Mà nhãn thức thì còn lờ mờ, bởi vì nó chưa có cái nghiệp. Thì ở đây giải thích cái nghiệp luôn với cái nhân quả. Thì sáu căn, sáu trần, sáu thức nó thuộc về nhân quả. Còn từ sáu xúc, sáu thọ, sáu ái nó thuộc về nghiệp. Cái nhân quả và cái nghiệp là cái khó khăn nhất mà cái ông vị trụ trì cũng bị sa đọa xuống con cáo trồn là do cái chỗ này. Thì tới đây quý vị thấy bài kinh 66 trả lời rất là rành. Sáu căn, sáu trần, sáu thức nó thuộc về nhân quả. Tức là nhân nào quả đó, loài thú nó không biết cải sửa. Con chim 1.000 năm, về 1.000 năm sau, 1.000 năm trước cũng vẫn có ổ đó vậy thôi. Thì cái đó kêu là nhân quả. Thành ra duy thức không chấp nhận nhân quả, nhân quả không thành Phật được. Chỉ có khi nào cải sửa nhân quả thì cải sửa nhân quả, không kêu là nhân quả nữa là kêu là nghiệp. Vậy thì trong nghiệp có nhân quả, mà trong nhân quả chưa có nghiệp. Tôi dùng chữ chưa có, nó phải nói tiến quá. Thành ra chúng ta thấy cái này trả lời đủ hết. Vô thường vô ngã cũng từ đây rất sáng tỏ, và nhân quả và nghiệp cũng từ đây rất sáng tỏ. Rồi chút nữa tới ở chỗ dưới nữa là ba lượng ba cảnh. Thì cái ba lượng ba cảnh này chúng ta sẽ thấy trong cái bài này đầy đủ hết, mà nó lại rõ ràng nữa. Thì ông Thiện Khánh ông tóm cho đủ nó, nhưng mà ông quên cái là tỷ lượng độc ảnh cảnh nó tới hai cái, một cái hữu chất, một cái vô chất. Còn chút nữa là chúng ta tới cái sáu căn, sáu trần, sáu thức này thì đúng ra nó là bất lạc của khổ thọ, nó là trạng thái lờ mờ, mà làm cái gì có lạc thọ, có khổ thọ. Nhưng mà trong duy thức đề nó có lạc thọ, khổ thọ. Thì chúng ta phải hiểu cái này là giai đoạn gián tiếp, chuyển tiếp. Thì nữa chúng ta coi cái này chúng ta sẽ giải thích. Thì trong 10 câu hỏi nó có nằm ở trong này. Nếu câu hỏi đầu chúng ta sáng tỏ hết thì câu số 1 là giải thích và cho thí dụ sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Câu này khó nhất. Qua được câu này thì mấy câu sau dễ thôi. Mà khó không phải ở giải thích không, mà ở sự thực chứng của quý vị. Tức là đắc quả nhập lưu. Đắc quả nhập lưu hơn thống lãnh khỏi đất, chứ không phải hát thống lãnh khỏi đất. Thì cái đó là quý vị phải qua nhị thiền. Rồi từ đó quý vị mới quán vô thường vô ngã cũng nằm trong này. Rồi quý vị mới quán sự khác nhau giữa căn trần thức, giữa nhân quả và nghiệp, và giữa vô thường và vô ngã. Thì bài kinh 66 làm sáng tỏ vô cùng, nhưng một cách rõ ràng ngay trong cuộc sống chúng ta. Chỉ cần chúng ta ngồi thiền, nhập vào nhị thiền, rồi chúng ta tiếp tục tranh trở hoài thì chúng ta qua nhập lưu. Rồi tới đây là khỏe thôi. Quý vị có chết thì quý vị phát nguyện mà cái quý vị về tới trung phẩm, chứ không thèm hạ phẩm nữa. Còn nếu không quá nhỏ nhập lưu thì quý vị sẽ về hạ phẩm, mà có thể thượng sanh, trung sanh. Vì quý vị đã nhất niệm rồi thì hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu quý vị nhận được cái Phật tánh, quý vị qua trung phẩm hạ sanh. Thì cái giảng sanh nằm trong tái mình, chứ đâu phải học cái này rồi niệm Phật không giảng sanh. Hiểu lầm. Học cái này để quý vị vững chắc, có bị ai bác quý vị nắm vững. Cũng như cô Tịnh Tường vậy, nói là bác mà bác tàn sát Tịnh Độ. Tôi không có binh Tịnh Độ. Tôi không binh, mà dù quý vị muốn tu tứ niệm xứ, tôi giảng tứ niệm xứ. Muốn tư minh sát, tôi giảng minh sát. Muốn tư mật tông, tôi giảng mật tông. Nắm cái này là pháp môn nào cũng nằm trong đó. Thành ra tôi đi ở Vĩnh Long đó, thì ở Vĩnh Long đâu có tu Tịnh Độ, không chịu Tịnh Độ. Tôi tứ niệm xứ, tôi giảng tứ niệm xứ. Giảng mấy năm trước rồi sao lại, thì Hòa Thượng hỏi bên nơi giảng cái gì đây. Tôi nói tứ niệm xứ. Trời ơi, giảng mấy năm không hết. 10 năm nữa cũng chưa hết nữa. Bài đặt tùm lum tứ niệm xứ gì mà có tứ niệm xứ 4 đường ác, tứ niệm xứ 4 đường thiện, tứ niệm xứ có tiểu tánh, nó 3 bậc tâm tốt. Nhưng mà tôi giảng tôi cho rõ ràng,
Niệm thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường. Tôi nói là bốn đường thiện. Tâm là tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, pháp là có ngã. Tại sao vậy? Thân là tịnh, là thân này trong sạch. Nếu không trong sạch thì so son rồi phấn sức úp và kẻ chân mày uống tóc rồi đeo mắt kiến vàng đồ này kia, đeo đồng hồ vàng là cái gì? Thân nó nhơ nhớp, nó là không tịnh mà sửa soạn nó làm chi? Thì rõ ràng là thân tịnh. Tôi giảng rõ ràng thôi, thì phải chấp nhận của tôi. Rồi thân bất tịnh là tôi không sửa soạn nữa, sao tôi để vậy, tôi tắm rửa yên gian tôi làm sao, tôi cứ vậy thôi. Rồi tóc nó bạc thì da nó bạc, tôi không muốn bạc thì nó vẫn bạc. Tôi không muốn bệnh thì nó vẫn bệnh. Bây giờ tôi không muốn bệnh rồi tôi uống thuốc bổ này kia là tôi cho cái thân này là có thiệt. Thân là tịnh, tôi làm sao sức ướp dầu thơm cho nó thơm to, nhưng nó vẫn thối. Như vậy thôi. Nó ghèn thì nó hôi, cất rấy nó hôi, cất mũi hôi. Nhất là tho cách mấy mà khi bệnh xuống một cái thì đồn nhớt không hôi rình. Muốn tỉnh làm sao tỉnh được? Nó tự nhiên nó là hôi, nó chính cái lỗ cống mà bây giờ mình thoa chừng nào thì nó hỉnh hỉnh. Thôi mà không thôi mà thúi không thúi, thứ đó là thứ khó chịu nhất. Như cái cô gì ở Cầu Kè tôi nhớ. Cái nghiệp nó tới rồi, hồi mà 17, 18 tuổi hình của rất là đẹp, người miên. Mà tới đâu 21, 2 nghiệp, cái nghiệp của tới 100 lớp mấy cục, tròn tròn bằng trái tắc vậy. Tôi lỡ rồi tôi ấn luôn mà cái trái tắc nó có một cái lỗ, nó xì cái thúi ra như chục chết. Tôi còn hay mình ở đây mà ở Cầu Kè bệnh, mà ở tỉnh mình chả biết gì hết. Mà ở Đại Ninh ta biết, không biết lên mạng lên sao đó mà tôi ngay mấy cô Đại Ninh chạy xuống đây thỉnh ở siêu bà Hải Triệu Âm kêu thỉnh siêu đi. Rồi siêu bà kêu thì đi thôi. Trời đi vô là 6-7 cô chạy ra hết. Còn mình tôi, mình lẽ tôi vẫn đòi vô mà tôi chạy nữa. Nó thúi còn hơn chục chết. Mỗi mà cái lỗ nó xì ra giống như chuột cống mà chết. Mà nhất bà mẹ tôi kính đó, bà ngồi bên bà quạt cho cổ bị rùi nó bu mà. Rồi bà ngồi bà quạt. Rồi bà cầm cái đồ bơm mà dầu thơm đó. Bà thấy tôi vô cái bà bơm thì nó thôi bà đừng bơm bà ơi. Tôi chịu có mùi đó được, bà bơm vô tôi chịu không có nổi. Nó thơm không thơm mà nó thúi không thúi. Cái đó nó khó chịu. Còn mấy cô 6-7 cô chạy ra ngoài hàng ba ngoài ngồi ùa ói đó mà. Tôi kêu Phật tử ra nói với cổ đừng có ùa. Ủa là tôi ra à, tôi ngồi không có nổi. Thế thúi là tôi hửi được, mà cái thứ ùa nghe cái tiếng ùa nữa thì tôi cũng muốn ùa nữa. Tôi nói ùa đi xa một chút, đừng có ùa ngoài hàng ba đó, tôi chịu không có nổi. Rồi tôi phải ngồi nói chuyện cổ gần cái tiếng đồng hồ. Nói cái gì? Năn nỉ. Năn nỉ cái gì? Ăn chay. Tôi nói giờ cô bệnh nhiều quá, thôi cô ăn chay trường đi, không được. Ông Lục ơi, con ăn không có được. Tôi nói thôi 10 ngày, là con ăn cũng không được. Tôi nói 10 ngày giờ ăn không được. Thì ở đây người ta Phật tử người ta đem lại cái gì ăn cái nấy, bên ngoài chợ có Phật tử người Việt ở ngoài chợ, cách đó chừng 2-3 cái số. Rồi bà mẹ thì ăn mặn, cổ con ăn mặn. Thì cái ăn mặn nó độc đáo lắm, ở trong miên ngoài thì ăn mặn thôi. Thì tôi năn nỉ giờ cô bệnh rồi, còn cô lại thú nó phá cô đó. Cô ăn chay, ăn mặn nhiều quá rồi, cái linh hồn nó phá cô. Không được, ông Lục ơi cô không ăn được. Tôi nói thôi giờ 6 ngày cũng không được. Tôi nói trời đất, thôi giờ 2 ngày. Cô nói thôi 2 ngày thì con kính Lục, con cố gắng ăn. Có 2 ngày chay thì ăn. Tôi nói vậy nó cái trình độ nó thấp quá. Bây giờ biết làm sao, giờ đến con kè tới 20-30 cây số mà giờ làm sao. Rồi tôi mới nói cho bà thân nó bả kỳ sau vô thăm lần nữa. Không biết ở trên Đại Đình sao mà có tiền bạc đem mấy chục triệu xuống ạ. Đặng lo cho cô này bệnh, bệnh đó thì mướn thầy thuốc đồ chắc cũng mắc. Thì xuống rồi cũng thỉnh tôi đi. Tôi đi thì tôi thấy nuôi một mớ heo. Con heo nái nó sanh ra đủ 8-9 chú con heo con đó. Thì tôi hỏi bà nuôi cái này chi vậy? Bà nói nuôi để mà con nhỏ này nó có mất đó làm tình cho đãi mấy ông Lục. Tôi nói ông Lục đâu có đòi ăn mặn chay gì, bà cúng cái nào cũng ăn được không? Lục tôi là phải ăn cái này thôi.
heo sữa mà heo con coi. Tôi nói giờ bà bán cho tôi cái này, tôi mua ngộ mức 100 triệu hay 70-80 triệu gì đó, là bên sư bại thì ông đâm xuống hả, tôi có các bậc nào đâu, mấy cổ tỉnh tôi thì mấy cổ bao xe tôi đi xuống dưới mà không chịu bán nha. Tôi nói Lục giờ bà lời làm trai đi, mà ông có đầy tôi chịu tội hết, mà cúng cái gì đâu ăn cái nấy, hồng cái này con để trong Lục của con, mà đem cho bà mướn 100 triệu hay 80 triệu gì đó để bà nuôi cái cô này, bà khỏi đi đâu hết. Mà ăn chay tôi tính năn nỉ bà cũng chịu 2 ngày như đứa con. Tôi nói mà khó lắm, năn nỉ hết sức cũng không chịu. Bây giờ tôi nói bán này cho tôi, bà cũng không chịu. Mà tôi cuối cùng tôi biết sao, tôi nói cái này mà nếu bà không bán là tôi đem tiền cúng cho bà, tôi đem về à. Lục cũng đem đâu đem, nhất định là không có chịu cho mấy con heo. Tôi nói đem 100 ngàn xuống, 100 triệu này xuống, bà bán cho tôi hết cái heo này, tôi đưa cho bà 100 triệu. Nhưng mà tôi để cho mấy cô ngoài chợ đó giữ, mỗi tháng đem vô cho bà 200-300 ngàn, nhớ lấy cái tiền lời đó thì bà cái số vốn còn hoài. Mấy cô ở chợ cũ là có Phật tử Việt nhiều lắm, mấy cô đại nên quen chứ tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi nói nó cũng rất cực kính, bà không chịu nè. Rồi mấy sư cô hỏi tôi làm sao, tôi nói bây giờ đem về thôi, chứ giờ mình xuống mà bà không chịu, bà ăn mặn rồi bà giết heo rồi mình tội tình lắm. Rồi nó đem về đi đâu sư? Tôi nói tôi ghé mấy cái chùa miên cúng, thì chia ra là 90 cái chùa miên, huynh nói tới 141 cái chùa miên mà phải ghé cúng rồi. Thôi giờ chúng ta trở lại thì hết giờ rồi, thì tôi xin nói một chút nữa, thì quý vị để ý tôi nhắc lại 2 cái quý vị ngồi tham thiền nha. Một là 6 căn 6 trần 6 thức là cái khối hỗn độn, nó chưa có mắt có sắc trần có nhãn thức gì đâu, qua tới 6 xúc mới sửa nó rõ ràng. Còn ban đầu là nó chỉ nhận, cũng giống như cái kính lúp giờ làm cho sự vật rõ hơn, mà sự vật gì chưa có, cũng là một cái khối hỗn độn thôi. Chừng nào quý vị sấy được khối hỗn độn đó thì quý vị đắc quả nhập lưu. Hay không? Của Khánh Hồng biết cô có đi không, cô muốn nhập lưu chắc nhầm hũ quá, cứ đi chơi hoài là không được, phải ngồi thiền đi sâu vào đó. Chừng nào qua con mắt, qua sắc trần, qua nhãn thức mình thấy chỉ là một khối hỗn độn thôi, tức là nó mới lạ mãi, nó là một cái thế giới hiện tiền chứ không phải là hiện tại, thì chúng ta qua quả thánh đầu tiên là từ nay đi thẳng tới Như Lai đấy, bất quá là trở lại cõi người trời 7 lần là cũng tới A La Hán thôi. Đó là trong kinh, không phải của tôi ạ. Thì muốn vậy nữa quý vị phải làm sao đi tới nhị thiền, mà nhị thiền là cõi trời sắc giới chứ không phải là nhập lưu. Nhưng mà điều kiện ắt có và đủ để đi nhập lưu. Quý vị cứ trăn trở mãi nhờ cái bài giảng này. Cái này không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì quý sư, quý vị thấy rằng con mắt sắc trần nhãn thức không phải là ta, của ta, tự ngã của ta nữa, dự quan đó. Chừng nào quý vị thấy nó mới lạ mãi thì cái mới lạ này chính là ta, là của ta. Heo, heo cô Tịnh giới thì đó là cố gắng đi rồi sẽ đi đến thôi. Cô có nhiều cái thắc mắc rất hay, heo, nhưng mà không biết cách. Tôi cũng trả lời không chạy, tới bây giờ tôi nghiền ngẫm hoài tôi thấy chỉ có cách này thôi. Thì ở pháp hội này mai ra có thể đắc quả nhập lưu hay nhập hữu rồi tôi không biết, chắc cũng 30-40 không có ít. Tôi thấy đây quý vị có nhân duyên và có thiện và ý chí quý vị rất là mạnh, tôi rất tán thán ở trời này. Thì cái đó nhân duyên hội đủ tôi với quý vị thì tôi cũng cố gắng sẽ đi đến thánh quả, còn không thì phải vãng sanh hết. Nếu mà qua được cái đó là quý vị nhất niệm rồi thì về cõi trời. Nhưng mà tôi năn nỉ quý vị thêm một cái phát nguyện nữa, thì bao nhiêu mấy cô trời này đều về cực lạc hết. Nhất niệm là phát nguyện là về cực lạc hết, nhưng mà nhớ là không có quên cái phát nguyện nha, duy nguyện vãng sanh. Thì nhớ cái đó mà phải nhất niệm mới là phát nguyện à, chứ còn tạp niệm là xói đầu cũng không vãng sanh đâu. Thấy không? Thì đó là tôi giảng cái bài hôm nay. Thì ở đây tôi giải thích về vô thường, vô ngã là cái nền tảng của tất cả mọi tôn giáo. Nhưng mà đạo Phật giải thích rành nhất là cái bài kinh 66 này, nó rõ ràng. Vậy thì 6 căn 6 trần là vô ngã, có hình tướng rõ ràng do nhiều cái ráp lại.
không có một cái gì cố định trong tất cả hình tướng này, mà hễ ráp thì phải rã. Còn cái nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là cái tâm, nó cũng có hình tướng nhưng mà quá vi tế. Vi tế nó thấy được cái thô tháo, mà cái thô tháo không thể thấy gì vi tế. Cái lớp 10, lớp 12 nó thấy được học trò lớp 1, lớp 2 trình độ, nhưng mà lớp 1, lớp 2 không thể hiểu được lớp 10. Đại khái vậy cho quý vị thấy rõ. Nhưng mà vẫn là học trò hết, tức là vẫn là Pháp. Thì ông Thiện Cánh ông viết trên cái bản này, tất cả sự vật gì, dầu vật lý, sinh lý, dầu thô tháo, dầu gì hết mà có thể khái niệm được thì đều là Pháp. Ông viết cái đó đúng. Ở trong đó đây, nhậm trì tật tánh quỷ sinh vật giải. Nhậm đó là chịu lấy, trì là giữ, giữ lấy. Tự tánh là cái tánh riêng biệt của mọi sự vật. Quỷ sinh là để, quỷ là đừng, đừng có sanh ra. Vật giải, vật là không, là giải thích cách khác nhau. Cái gì có khái niệm thì mỗi cái đều khác nhau hết, nhưng đều là Pháp. Thành ra cái chữ Pháp là cái chữ khó khăn nhất. Cho tới Niết Bàn không thuộc về Pháp, bởi vì nó không có hình, không có tướng, không thể khái niệm được. Nhưng mà không khái niệm rồi làm sao mà diễn tả nó. Thành ra duy thức tạm khái niệm. Mà đã khái niệm rồi thì nó không phải là Niết Bàn. Thành ra mới kêu là Pháp Niết Bàn. Tôi thấy cái duy thức nó hay, hay chỗ đó. Còn bên Tiểu Thừa không dám, không dám khái niệm. Hãy nói tới Niết Bàn rồi là nín thinh thôi. Đụng tới một cái là lọt về luân hồi, lọt về tư tưởng. Đúng. Như vấn đề cho con rùa với con thỏ, với con rùa với con cá, thì con rùa không thể nào giải thích về vấn đề đất liền với con cá được, nhưng mà duy thức giải thích được, lấy thí dụ để nó thấy được, rồi mới là sau khi nó nắm được cái đó là bác liền. Nó không phải Niết Bàn nha. Cũng như Đức Phật thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là tài tình, bác hết 7 lần trừng tâm của A Nan, cho tới nhân duyên ngài cũng bác luôn. Cái này là cái bên Nam Tông không chịu, ngoại đạo. Nếu không có nhân quả nhân duyên thì đâu có đạo Phật. Mà trong kinh Thủ Niệm không phải là bác nhân quả, mà bác cái khái niệm của nhân quả. Để mà khái niệm Niết Bàn, Niết Bàn không thể khái niệm, mà khi đã khái niệm thì thành được khái niệm Niết Bàn. Nhờ cái khái niệm Niết Bàn mới nhận được Niết Bàn. Nhận Niết Bàn rồi phải dứt khái niệm. Thì cái này là quý vị phải ngồi thiền cho sâu, cho kỹ, quý vị mới hiểu được. Tôi nói là đại khái thôi, đừng có chấp rồi đi sai đổ thừa tôi. Thì tôi nhớ cái cô vợ chợ mới, cô trách tôi. Cô nói là sư nói là tới A-la-hán là người niệm Phật cũng không, con niệm Phật cũng không, mà cái Niết Bàn cũng không, không có gì hết. Bây giờ con không thể niệm Phật được nữa, cái gì cũng không hết rồi, bây giờ con niệm Phật để làm cái gì? Đâu có Niết Bàn mà con giảng sanh, không có con gì, con đâu có phải là con, tiến trình năm quẩn là không có con nữa, mà cũng không có con niệm Phật nữa, bây giờ con không thể niệm Phật được. Tại sư đó, tội nghiệp cho tôi có nói là không bao giờ đâu. Tôi nói Niết Bàn là không mà có mà không, không chơi chữ thôi. Tôi thấy nó kẹt rồi, tôi đủ thứ hết trơn á, nhưng mà tôi phải giảng thôi. Cho chấp không, mà tới chừng tôi nói không phải không, không phải có thì chưa chơi chữ. Bây giờ tôi làm sao giảng? Cứ ông vậy thành phố gì với cái thơ xuống trách tôi. Sư nói không có địa ngục, không có địa tạng hả? Tôi nói hồi nào? Tôi nói địa ngục không có mà có, địa tạng không có mà có mà không có. Chứ tôi không phải là nói có. Chứ giờ tôi nói có địa tạng thì kẹt. Tôi nói có địa ngục, có ngạ quỷ thì kẹt. Tôi nói giờ công an phường 7 này có hay không? Tôi nói có thì sai, mà nó không có thì trật. Nó có đối với tụi xì ke ma tí, đội phạm pháp, công an để bắt người phạm pháp. Rồi đối với vị Phật tử làm sao có? Có bao giờ vô trong đó, có bao giờ vô trong tù, có bao giờ biết cái tù ở đó như thế nào đâu. Thì đối với vị không có.
Nhưng mà đối xì ke ma tí thì có dài dài, bắt cóc bỏ dĩa đùi nó vô nữa, thì con đường vô trong đó nó rành hết trơn. Bây giờ hỏi tôi có hay không thì tôi trả lời sớm. Tôi phải nói nó có chúng sanh này mà không có chúng sanh khác, có sự kệ ma tí mà không có với Phật tử. Tôi phải nói vậy thôi. Thì tùy người thôi chứ giờ nói sao giờ. Thành ra tất cả tam giới này nó có là sai mà nó không có là trật. Nó có hết thôi, nhưng mà nếu cái lớp nào. Cũng như bây giờ tôi nói rồi, tôi nhìn thấy nước là nước, là tôi cái lớp trời. Mà nếu mà tôi quán xuống thành ra ngạ quỷ thì nước biến thành máu. Như vậy máu có không? Nước có không? Rồi bây giờ nếu tôi lên cõi trời, nước thành lưu ly. Vậy cái nào đúng? Cái nào cũng đúng hết, là cái nào cũng sai hết. Vậy là sư chơi chữ nữa. Vậy là tôi làm sao giảng? Cái gì cũng bắt đó. Thế giới hiện tượng này thì tôi phải đầu hàng thôi. Thì quý vị thông cảm cho tôi. Quý vị nghe được, quý vị phải chịu khó ngồi thiền. Ôi đi sâu trong đó, quý sự thầm hồi, quý sự mới thấy thương tôi. Phải cố gắng để giảng mà nhiều khi bị kẹt. Thôi giờ tới đây tạm dừng heo. Tới tới quý vị trả bài, để hồi nữa tôi nói hết giờ. Thì bây giờ trả lời cái này thì dễ thôi. Thì tôi muốn là tất cả pháp hội chúng ta phải trả. Còn câu số 1 đó thì tùy à, ai làm được thì trả, không được thì thôi. Nhưng mà sau để lâu lâu cũng phải trả hết à. Còn không trả nữa thì thôi. Vì đây là vấn đề giảng sanh, vấn đề thành Phật. Mỗi vị phải tự lo lấy. Tôi chỉ là hù thôi. Tôi sẽ nói thật như vậy. Vì tôi cố gắng hết sức tôi hù tới cùng. Rồi quý vị không chịu nữa thì tôi thôi. Tôi nhắc lại để rồi quý vị chuẩn bị câu số 1. Câu số 1 là câu khó nhất để chúng ta đi vào quá dự lưu. Là giải thích và cho thí dụ về sự khác nhau giữa nhãn xúc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Thì tôi xin giảng trước, quý vị nghe rồi cố gắng vậy làm, mỗi người tự làm lấy. Rồi có thể còn nghi thì đưa cho một số người nào mà giỏi đó, sư huynh, sư tỷ gì của mình đó, thì sửa lại. Rồi phải học thuộc lòng nha. Ra đây là không có cầm búa bới nữa. Thì tôi xin giải thích nhắc lại đó. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sắc trần là sắc thinh đơn vị xuất pháp. Sáu thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh thức. Đây là bốn đường ác. Thì chúng ta thấy con mắt, tai, mũi, lưỡi là căn, tức là sinh lý có sự sống. Còn trần sắc thinh đơn vị là vật lý chưa có sự sống. Thì địa ngục là vậy đó. Nếu quý vị mà thích cái sắc thân này, mắt tai mũi lưỡi thân, thì quý vị ở địa ngục hữu gián, tức là như đất đá chưa có cái biết. Thành ra ai mà chấp sắc thân này là ta, là của ta, thì ngay bây giờ nằm trong địa ngục. Tức là chân diện thoa son, tôi nói thẳng ra đó, thì chúng ta phải hiểu cái đó. Nếu mà cái lo sắc thân không, không lo ăn mặc ở bệnh, thì ai đụng sắc thân là không được đấy. Thì tới sắc trần là sắc thinh đơn vị xuất pháp, là đối tượng của thân. Ví dụ sắc trần thì tiền bạc của tôi, tiếng nói của tôi, màu vị của tôi, thì trần đó thuộc về đối tượng của con mắt. Thì cái nhãn thức là nó nương vào con mắt để phát hiện. Thì đây là ngạ quỷ. Tức là quý vị sắp sắc thân là tôi, là của tôi. Còn sự vật của sắc thân, tức là tài sản, là của tôi. Âm thanh thì của tôi, tức là những cái trần bên ngoài. Thì bây giờ quý vị ở trong trạng thái ngạ quỷ, hiện tại là ngạ quỷ. Thì chúng ta thấy có rất nhiều như vậy. Còn mình nhờ có pháp quán mình bỏ được. Thì pháp quán gì phải qua xúc. Xúc đây là bắt đầu có ý chí, tức là sắc, sáu căn, mắt, trần và nhãn thức bắt đầu có một sự cải sửa. Tức là con mắt rõ ràng là do nhiều duyên hợp lại, trồng đen, trồng trắng. Còn trần
là đối tượng là sự vật cũng do nhiều duyên hợp lại, chẳng hạn như cái nhà, cái ghế, cái bàn thì phải có cây, có dáng, có đinh, có thợ thì mới hợp thành nó được. Thì cái đó gọi là trần. Mà nếu mình chấp có đó là ta, là của ta nữa, thì mình giành giật, thì đó là nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thuộc về ý thức, thì ngay bây giờ là ngạ quỷ, tức là thành cỏ cây. Thì với cái tâm đó mình sẽ thấy những cái kêu mà nấu giặt dầu này kia đó, sự thật cái giặt dầu đó không có, nhưng mà có với người ở ngạ quỷ. Thành ra thập điện diêm vương chúng ta thấy, chúng ta đừng có sợ, nó có với những người ác. Cũng như tôi nói nãy đó, thì công an vấn đề mà đánh phạt những người tù tội là vì họ cái tâm họ là tâm tù tội, tâm xì ke ma túy, thì sẽ có những cái hình phạt đối với đó. Thành ra chúng ta phải hiểu cho rõ, nếu chúng ta giữ giới thì giới luật sẽ bảo vệ chúng ta, mà muốn giữ giới thì quý vị phải qua ý xúc, tức là có mạt na, thì từ đây sẽ có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Bổn phận người con đối với cha mẹ đối với con, anh em đối với nhau, chứ đừng có vì tiền bạc mà coi thường cái tình cha mẹ, tình chồng vợ, tình con và tình lân bang. Thì ngay bây giờ chúng ta là ngạ quỷ thì chết, bây giờ có những cái tư tưởng đen tối, thì tư tưởng đó tức là dầu sôi cắt cổ, thì cái hình đó sẽ hiện trước khi mà mình chết. Thành đâu quý vị nghe, quý vị tu thì bảo đảm bây giờ cái hình phạt không có ngay bây giờ, thì chết sẽ không có. Thì cái bài kinh là rất rõ ràng trong đó. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị học thuộc cái này, rồi sau tôi giảng cho nó rõ, rồi quý vị sẽ trả lời những câu hỏi này trước mặt quý vị. Quý vị sẽ suy gẫm cho sâu, mà sâu là khi quý vị thuộc lòng, nó vào trong ai lại ra, quý vị không cần cầm cái này nữa, mà trong ai lại ra nó ra, thì quý vị sẽ trả bài rõ ràng. Còn nếu không là quý vị trả bài không có xuôi, chẳng như cô đảo nãy đó, nó không có vào ông ai lại ra, học hoài nó cũng không được. Thì cái đó là do cái nghiệp mình ở tiền kiếp. Mà bây giờ nếu mình chán nản, mình nằm cũng muốn giấu hoài thì chết, cũng phải ráng bước lên. Thành ra những người đó tôi rất là khích lệ, tôi rất là chờ đợi, tôi không khinh khi đâu, nhưng mà tôi cố gắng nâng lên. Mà nếu họ không chịu nữa thì tôi đầu hàng. Thành ra quý vị đừng có thấy mà tại sao tôi để ý tới những người hơi kém, họ kém tôi mới để ý, tôi mới nâng đỡ họ, mà họ không chịu nữa thì thôi. Rồi quý vị đừng có phân biệt nói tôi thiên vị, tôi biết tôi à, chứ thôi quý vị có nói gì tôi thì thứ kệ, bổn phận tôi là muốn tất cả đều về cực lạc, chứ không muốn quý vị ở cõi trời, ở làm hoàng hậu nữa hay là làm vua nữa, thì tôi không muốn cái đó. Cái đó mặc dầu nó giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn, nhưng của cõi trời, đừng có dại dột để tu về cõi trời thì sung sướng thiệt, nhưng mà hết phước. Hãy cơm cái phước là có cái tai họa nằm trong đó, trong ngày là có đêm nằm trong đó. Chỉ có cõi Phật mới hết ngày hết đêm, nghĩa là ở trong ngày đêm mà không dính mắc vào đó. Thì tôi thường nói cái không dính mắc không phải là chạy trốn cuộc đời này, mà đừng có dính mắc cuộc đời này. Mà cái gì dính mắc thì chúng ta thấy là do sáu thức dính mắc, rồi do sáu xúc cũng dính mắc. Thì ở đây sáu xúc tức là người và trời dục giới, rồi tới sáu thọ là trời sắc giới, rồi tới sáu ái là trời vô sắc. Thì ở đây dính mắc hết, toàn bài kinh 66 đều dính mắc, tức là tạo ra tam giới. Mà muốn không dính mắc thì phải qua đạo Phật. Đạo Phật bỏ tam giới này, xin thưa không, ở ngay trong tam giới mà thấy rõ nó, thì tất nhiên là sáu căn, sáu trần, sáu thức, con mắt, sắc trần là nhãn thức, đều là những cái điện tử thôi. Mà chính sáu xúc nó đã chụp mũ có con mắt, có sắc trần và có nhãn thức. Thì cái này do cõi người sửa lại, tức là bắt đầu đặt vấn đề
Thành ra chỉ có con người mới có vấn đề. Chỉ có con người mới có khổ đau. Và chỉ có con người mới cải sửa khổ đau. Cải sửa khổ đau để lên cõi trời. Một cái khổ đau vi tế hơn. Rồi tới cõi sắc giới là sáu thọ. Thì hoàn toàn hưởng thọ về xúc thực. Không còn cái khổ của thù trần căn, tức là mắt tai mũi lưỡi nữa. Nhưng mà cái khổ của tịnh sắc căn, dây thần kinh. Thì cái đó cũng là một cái trái hình thôi. Thành là làm hoàng hậu, làm vua cũng còn nằm trong cái khổ. Rồi tiến lên cõi trời vô sắc. Không xài sắc thân bên ngoài. Không xài sắc thân bên trong. Không hưởng cái đoạn thực, đoàn thực. Không hưởng xúc thực nữa. Nhưng mà kẹt vào tư niệm thực. Đó là sáu ái. Rồi bây giờ làm sao giải thoát? Thì làm sao là cải sửa lên cao nữa thì không giải thoát được. Nhưng mà phải đi tới cái chỗ cuối cùng đó, cái kinh nghiệm kiến thức phải cho dồi dào. Rồi kinh nghiệm kiến thức nhờ cái thiền định mới thấy lần kinh nghiệm kiến thức chướng ngại trên con đường giải thoát. Chứ nó không cải sửa nữa, mà nó lặng lẽ, nó lại chìm xuống. Nó lấy cái tư tưởng thiện để mà cải sửa tư tưởng ác, đè tư tưởng ác xuống. Cái lượng sóng mà nổi cao lên, kêu là sóng động đấy, biển động đấy. Nó sẽ xẹp xuống còn những cái lượng sóng lăn tăn, tức là tư tưởng thiện thôi, đó là nhị thiền. Thì từ đây quý vị có sự trăn trở, quý vị sẽ thấy cái bất tử Niết Bàn hiện ra. Niết Bàn tự hiện đến trong lúc cái tâm chúng ta thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là tâm đạt nhị thiền, khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì từ đây mình thấy cái này.